Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phước Jin. Mình đã trải nghiệm cái phiên bản iOS 18.1 GC này được vài ngày rồi các bạn. Vậy thì sau vài ngày mình trải nghiệm cái phiên bản iOS 18.1 GC này, nó như thế nào, nhiệt độ ra sao, thời gian sử dụng pin như thế nào, thì mời các bạn xem video. Đầu tiên thì mình chia sẻ cho các bạn về một số lỗi còn tồn đọng ở trên cái phiên bản iOS 18.1 GC này. Cái lỗi đầu tiên mà mình thấy Apple chưa khắc phục đó là mình cũng chia sẻ với các bạn trong những video trước đó rồi, liên quan tới cái phần menu của trung tâm điều khiển nè các bạn. Khi các bạn bấm thêm vô và các bạn vuốt đây thì nó còn hơi bị lắc nhẹ một chút xíu, nó chưa được mượt mà cho lắm. Khi mà nó vượt qua những cái G này thì giống như chúng ta chạy qua những G giảm tốc khi ở ngoài đường vậy đó các bạn. Cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là về cái phần lắc bàn phím đó các bạn. Lắc bàn phím khi mình sử dụng ứng dụng Messenger với ứng dụng Zalo là cái hiện tượng lắc nó vẫn còn nha các bạn. Vẫn còn chứ vẫn chưa có hết. Lâu lâu thì nó cũng có bị, nó không có bị thường xuyên nhưng mà nó vẫn còn. Thì cái lắc bàn phím này nè, các bạn có thể khắc phục tạm thời bằng cách là các bạn bấm vô cái phần cài đặt nè. Rồi các bạn bấm vô phần cài đặt chung nha. Các bạn kéo xuống, các bạn bấm vô phần bàn phím. Sau đó thì các bạn tắt cho mình cái mục là văn bản dự đoán đi. Hoặc là các bạn nào không cần thiết nữa thì các bạn tắt luôn cái mục là hiển thị kết quả toán học, cái mục kiểm tra chính tả. Các bạn tắt bớt đi những cái này thì nó sẽ giảm cái tình trạng lắc hơn. Nhất là cái phần văn bản dự đoán các bạn tắt nó đi đi là nó sẽ giảm được hiện tượng bị lắc bàn phím nha. Cái lỗi tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đã được khắc phục trên các dòng iPhone 16 cho tới iPhone 16 Pro Max đó là lỗi reset counter và ban nip full. Thì ở đây trong cái phiên bản iOS 18.1 GC, Apple cũng có thông báo cho chúng ta một cái dòng là fix lỗi khởi động lại các dòng iPhone 16 đến iPhone 16 Pro trở lên. Nghĩa là từ iPhone 16 đến iPhone 16 Pro Max chúng ta đã khắc phục được cái tình trạng lỗi ban nip full và reset counter rồi. Cho nên là những bạn nào đang sử dụng iPhone 16 và 16 Pro Max, các bạn có thể lên cái phiên bản iOS 18.1 GC này, hoặc là các bạn có thể kiên nhẫn đợi cái phiên bản iOS 18.1 chính thức ra mắt vào tuần sau nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái điểm ribbon mà mình đã chấm lại trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình sau vài ngày mà mình đã sử dụng. Đây cái điểm ribbon CPU nè, phần lịch sử. Cái điểm ribbon mà mình chấm lại cái điểm đơn nhân và điểm đa nhân của nó cũng tương tự như trước đó. Cụ thể các bạn có thể thấy là 2917 đối với điểm đơn nhân và 7175 đối với điểm đa nhân. Nếu chúng ta so với cái ngày đầu tiên mà mình chấm thì cái điểm đơn nhân nó cao hơn một chút xíu. 2917, 2887, 7175 và 7111. Nếu chúng ta so với cái phiên bản iOS 18.1 beta 7 trước đó thì cái điểm nó tương đương với nhau. 2917 nè, 2910, 7175 và 7151. Tiếp theo là về phần nhiệt độ mà mình đã trải nghiệm trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình. Thì ở đây mình có trải nghiệm những cái ứng dụng ví dụ như là Facebook Reel nè, rồi YouTube, TikTok với lại ứng dụng Shopee. Trong đó cái ứng dụng YouTube với lại ứng dụng TikTok á, nó máy không có bị nóng khi mà lướt cho YouTube Short hoặc là TikTok các bạn. Nhưng mà TikTok á, các bạn lướt lâu một chút xíu thì nó có hiện tượng ấm nhẹ nhẹ thôi các bạn. Không phải là gọi là mát lạnh mà các bạn phải tập trung cảm nhận thì các bạn sẽ thấy nó hơi ấm nhẹ ở phần này. Còn riêng cái ứng dụng Facebook với lại ứng dụng Shopee, ứng dụng Facebook á các bạn, khi mà mình lướt Facebook Reel á thì mình lướt khoảng 30-40 phút thì máy bắt đầu nó ấm lên ở phần cụm camera đây. Còn ứng dụng Shopee thì khỏi nói luôn các bạn, trong cái phiên bản iOS 18.1 GC này mình chỉ lướt Shopee tầm khoảng 10 phút thôi thì máy nó cực kỳ nóng ở phần cụm camera này luôn các bạn. Chỉ tầm khoảng 5-10 phút khi các bạn lướt ứng dụng Shopee và lướt ở ngoài trang chủ thôi nha các bạn, chưa đi xem gì hết nha. Mình lướt ở phía ngoài trang chủ như thế này nè, đó máy cực kỳ nóng luôn. Về phần nhiệt độ khi mà mình chơi game Liên Quân thì ở đây mình có chơi hai trận game Liên Quân, một trận ở 60 fps và một trận ở 120 fps. Cái trận đầu tiên mà mình chơi ở 60 fps thì fps nó cực kỳ ổn định trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình luôn nha, nó dao động từ 59 tới 60, 59, 60, rất là ổn định luôn. Về phần nhiệt độ khi mà mình chơi game Liên Quân ở 60 fps đó các bạn, thì mình chơi một trận 15 phút. Trước khi mình chơi thì mình có đo nhiệt độ máy là 33.1 nha các bạn. Một trận ở 60 fps 15 phút thì mình đo được 39.7. Khi đó đó mình để độ sáng là 50% và mình không có bật âm lượng nha các bạn. Cho 15 phút chơi game Liên Quân ở 60 fps từ 33 độ
lên 39.7 nha các bạn. Sau đó thì mình đợi máy nguội và vào ban đêm mình có chơi một chặng game Liên Quân ở 120 FPS tầm khoảng 15 phút. Thì FPS khi mình chơi game Liên Quân ở 120 FPS á, lúc mà mới vô game á các bạn, nó dao động từ 114 tới 121, có khi nhảy lên 122 luôn. Nhưng mà chơi một chút xíu thì FPS nó ổn định lại, nó dao động từ 119 tới 122 luôn các bạn. Nó nhảy 121, 122 luôn. Và nhiệt độ mình đo trước khi mình chơi á là 30,5 độ nha. Và mình chơi game Liên Quân ở 120 FPS mình để độ sáng là tầm khoảng 30%, và mình chơi vào ban đêm có bật điều hòa, không có bật âm lượng nha các bạn. Sau 15 phút thì nhiệt độ đo được là 40 độ nha các bạn, cho 15 phút chơi game Liên Quân ở 120 FPS ở độ sáng là 30%. Về phần pin mình sử dụng mấy ngày qua trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình, thì đây để mình vô phần pin cho các bạn xem. Để mình trở ra pin. Rồi, tình trạng pin của mình, các bạn thấy tình trạng pin của mình dung lượng tối đa còn 92% nè, số lượng chu kỳ là 268. Rồi, để mình bấm qua phần 10 ngày qua. Thì cái ngày thứ 3 là cái ngày mà chúng ta cập nhật lên cái phiên bản iOS 18.1GC. Cái ngày thứ 3 mình xài ít lắm các bạn thấy là mình xài hơn 50% chút xíu, tới đây là tầm khoảng 55 hoặc là 60% đi. Đó, các bạn thấy mình xài được có 3 giờ 34 phút trên màn hình và màn hình nghỉ là 47 phút. Trong đó là mình sử dụng ứng dụng Shopee 42 phút nè, YouTube 1 tiếng nè, TikTok 36 phút. Tiếp theo tới cái ngày thứ 4 nè các bạn. Cái ngày thứ 4 thì nếu mà chúng ta xài tới đây á, tới lằn gạch ở trên này là 75%, mình xài phân nửa ở đây thì mình cho nó là tầm khoảng 62-63% pin đi. 62-63% pin mà mình xài được có 4 giờ 8 phút trên màn hình và 25 phút trên màn hình nghỉ. Trong đó mình sử dụng ứng dụng Shopee là 1 tiếng, là TikTok 1 tiếng, YouTube 1 tiếng. Thì các bạn thấy cái ứng dụng Shopee này khi chúng ta sử dụng nhiều, mà như lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn đó, mình sử dụng ứng dụng Shopee thì máy cực kỳ nóng, cho nên là nó nóng hơn cả mình chơi game nữa nha các bạn. Cho nên thời lượng sử dụng pin của nó không có được ổn cho lắm. Đây, tới cái ngày thứ 5. Ngày thứ 5 mình xài tới mức này là gần 75% pin, mình cho nó là 73% pin đi. Thì mình xài được 3 giờ 59 phút trên màn hình và màn hình nghỉ là 1 giờ 47 phút. Trong đó mình sử dụng ứng dụng TikTok 54 phút nè, YouTube 1 tiếng và Shopee cũng là 1 tiếng 40 phút, Zalo, camera. Tiếp theo tới cái ngày thứ 6. Ngày thứ 6 thì mình xài được tới đây cũng cho là 73% pin đi các bạn, gần 75% pin. Mình xài được 4 giờ 48 phút trên màn hình và màn hình nghỉ là 50 phút. Trong đó mình chơi game Liên Quân 32 phút, Shopee 1 tiếng nè, TikTok 50 phút, YouTube 2 tiếng. Tiếp theo tới cái ngày thứ 7 nè các bạn. Tới ngày thứ 7 thì các bạn thấy mình rút sạc vào lúc 4 giờ 32 phút sáng. Và tính tới thời điểm mình làm video này thì mình còn 59% pin nè. Các bạn thấy mình xài được 2 giờ 40 phút trên màn hình và màn hình nghỉ là 16 phút. Trong khi đó mình sử dụng ứng dụng TikTok là 1 tiếng 17 phút, Zalo 37 phút, Facebook 19 phút. Các bạn thấy là mình xài chỉ mới có 40% pin, 41% pin mình xài được 2 tiếng 40 phút. Thì sau vài ngày mình sử dụng á các bạn, thì mình thấy cái thời gian sử dụng pin trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình khi mà chạy cái phiên bản iOS 18.1GC này cũng không mấy gì ổn cho lắm. Do là mình sử dụng cái ứng dụng Shopee nhiều các bạn. Khi mà sử dụng cái ứng dụng Shopee nhiều á, nó còn nóng hơn cả chúng ta chơi game. Tính ra là nó hao pin hơn mà mình chơi game nữa. Nếu mà các bạn hỏi mình các bạn có nên lên cái phiên bản iOS 18.1GC này hay không, thì lời khuyên của mình, những bạn nào đang sử dụng iPhone 16 trở lên, các bạn hãy lên cái phiên bản iOS 18.1GC này, hoặc các bạn có thể đợi cái phiên bản iOS 18.1 chính thức các bạn lên để khắc phục cái tình trạng lỗi reset counter với lại bandwidth full đó, các bạn nên lên. Còn những bạn nào mà đang ở phiên bản iOS 18.1 beta đang ổn thì mình khuyên không nên lên cái phiên bản GC này. Tại vì nếu mà các bạn lên, các bạn sử dụng ứng dụng Shopee nhiều thì máy nó cực kỳ hao pin luôn. Đó cũng là một lưu ý cho những bạn nào thường xuyên sử dụng ứng dụng Shopee. Mình cũng khuyên các bạn không nên lên cái phiên bản iOS 18.1GC này. Máy nó cực kỳ nóng luôn các bạn. Còn những bạn nào mà đang ở phiên bản iOS 18.1 beta, các bạn muốn lên chính thức, thì các bạn nhớ lưu ý dùm cho mình. Đầu tiên là các bạn không lên cái phiên bản iOS 18.1GC này. Hôm trước có bạn nhắn tin hỏi mình là em lỡ lên cái phiên bản iOS 18.1GC rồi, em muốn lên chính thức thì phải làm như thế nào? Thì các bạn chỉ có hai cách. Cách thứ nhất đó là các bạn hạ cấp về cái phiên bản iOS 18.0.1, rồi sau đó các bạn đợi cái phiên bản iOS 18.1 chính thức ra mắt thì các bạn update lên. Cách thứ hai đó là các bạn đợi cái phiên bản iOS 18.1.1 hoặc là phiên bản iOS 18.2 thì các bạn mới có thể lên chính thức. Và cái điều kiện tiên quyết cho những bạn nào muốn lên cái phiên bản iOS 18.1 chính thức, đầu tiên các bạn phải bấm vô phần cài đặt nè. Rồi, các bạn bấm vô phần cài đặt chung dùm cho mình. Sau đó các bạn bấm vô phần cập nhật phần mềm.
trong cái video nào mình cũng nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Các bạn thấy cái bản cập nhật beta ở đây, các bạn nên tắt nó đi nha. Các bạn tắt nó đi rồi thì các bạn không lên cái phiên bản iOS 18.1GC, các bạn đợi cái phiên bản iOS 18.1 chính thức ra thì các bạn cập nhật lên cái phiên bản iOS 18 chính thức một cách bình thường nha các bạn. Rồi, hơi ngoài lề một chút xíu, sẵn tiện ở trong đây thì có bạn hỏi mình tại sao các bạn không thấy cái phiên bản iOS 18.2 beta. Thì cái phiên bản iOS 18.2 beta là dành cho phiên bản từ iPhone 15 Pro trở lên đến iPhone 16 Pro Max, cho những bạn nào muốn trải nghiệm trước cái Apple Intelligence thì các bạn mới có thể thấy được cái phiên bản iOS 18.2 beta nha. Vài ngày nữa hoặc là vài tuần nữa thì các bạn có thể thấy được cái phiên bản iOS 18.2 beta này trên cái phiên bản từ iPhone 15 Plus trở xuống nha các bạn. Còn hiện tại thì các bạn chưa thấy, có thể là sau cái video này hoặc là tuần sau là các bạn có thể thấy cũng không chừng nữa đó các bạn. Cho nên là các bạn không cần phải nôn nóng nha. Từ từ là chúng ta cũng sẽ có cái phiên bản iOS 18.2 beta thôi. Cuối cùng là về phần hình nền này các bạn, nếu mà bạn nào thích thì link mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn có thể tải về sử dụng miễn phí nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Các bạn đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.